Hello mọi người, ngày hôm nay thì sẽ đi loanh quanh khu nghiệp vào buổi sáng chủ nhật. Có cả một cảnh tượng ở đây là nhiều người họ đi bắt dế. Phải xem coi là bắt dế thế nào mọi người nhé. Đây là cái khuôn viên quanh khu công nghiệp Lai Vu. Thì có hai gia đình ra bắt dế ở đây. Wow, đây con dế đây, cho em mượn con dế. Đây là con dế đó nha mọi người. Đây là con dế đây. Mình sẽ bỏ cái hộp rồi nhé. Bỏ cái hộp, được cái hộp đây. Được cái hộp. Ok nhé. Khe để cho hồi xưa. Rồi ok. Đây. Rất là nhiều dế. Thì chúng ta sẽ đổ nước vào cái hang này. Và đổ nước đó. Từ từ đổ nước vào. Và hãy chờ xem nó ra không nhé. Wow, đó, lâu rồi đó, một con dế. Wow, rất là to mọi người nhé. Khi phát hiện được một cái hang dế thì chúng ta sẽ đổ nước vào. Đường ở tầng trên, tí xem tầng trên có hả? Và chờ xem kết quả thế nào. Cái hang này rất là to và hy vọng là có một con dế to ở trong hang này. Chờ đợi mọi người nhé. Khi bắt dế này là phải kiên nhẫn, phải đủ nước để con dế bị ngộp. Khi bị ngộp nó mới ra được. Wow. Hết nước. Hết nước rồi mọi người ơi. Nghiệp thì hay có một những cái cống. Thì chúng ta sẽ lấy nước từ những cái cống ở đây ủa vào sâu nhé. Wow, một nước đầy. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng với nhau tiến hành tiếp tục đổ cái hang này. Cái hang hồi nãy chúng ta đổ, xem cái hang này sẽ có dế không mọi người nha. Mọi người bắt rồi nữa mà. Hồi nãy nó ra rồi bằng nãy nó. Mình nắm nước nha. Hang này rất là sâu. Có ai mua con này không ạ? Hả? Có ai mua đâu. Được, nó là ngon, nó đặc sản thì nhiều người mua chứ. Không. Chỗ này nó sâu rồi sao? Sâu. Mập ghê ấy, em thấy dữ là mập luôn. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I... Tôi sẽ cùng nhau hỏi thăm cái anh bắt dế này nhé. Thì với những cái con dế này khi bắt được thì anh làm món gì hả anh? Hả? Để về xào lá chanh. Xào lá chanh hả? Có phải món đặc sản Hải Dương không? Thấy. À, con dế này gọi là dế gì anh? Dế mèn. Dế mèn à, đây là dế mèn. Các bạn đã từng nghe câu chuyện là dế mèn phiêu lưu ký đúng không ạ? À, thì đây là gọi là dế mèn. Đó, đây là dế mèn đây. Đây dế mèn phiêu lưu ký. Và xin mời bạn phiêu lưu ký trong cái hố này nhé. Đây. Dế mèn. Wow. Đây là chị gái này, là vợ của anh này. Chị có hàng tuần chị thấy bắt hay bắt khi nào chị? Tuần nào cũng đi, được nghỉ là đi. Được nghỉ là đi hả? Hai anh chị là làm công ty nào? Lúc 11 giờ, 12 giờ. Hai anh chị làm công ty nào? Làm Tinh Lợi. Tinh Lợi luôn hả? Làm ở xưởng nào? Em làm xưởng 4. Xưởng 4 hả? À. Hai chồng sự làm sự 4 hết. Không, vợ làm sự 2. Vợ làm sự 2.
và tôi sẽ trải nghiệm cái cách mà bắt dế mèn rồi bắt như thế nào mọi người nha. Đây là cái hang dế tôi phát hiện ở đây, cái hang dế đây, cái hang đó mọi người nha, và tôi sẽ đổ nước từ mình vào. Mọi người đổ với nghệ thuật nhé, không phải đổ vào đâu, từ từ thôi, đổ đổ nhẹ nhàng và ơi. Và xem con dế thế nào đó rồi đổ vào. Hết ca 1 đúng không, tiếp tục sẽ đổ ca 2, đổ đến khi nào con dế bị ngộp nước nó sẽ lao đầu ra và mình chụp nó. Wow, chưa thấy đầu đâu. Đây chưa thấy cái đầu nó lòi ra gì hết, phải tốn 2 ca nước rồi đó. Tiếp tục là ca nước thứ 3 đây, có vẻ hơi đầy hang rồi nhưng mà này to, hy vọng ra một con dế khổng lồ đây. Và rồi sau khi oh my god đã đổ đầy nhưng mà không có dế ra cả, thất bại mọi người ơi. Ơ vừa em thấy đầu đó mà không có, không có. Wow, you want to try? Yeah, how do you cook? This they cook. And I when I can see they. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. So good. Yeah, yeah, much bigger than China. Ở đây không phải có một hai người nhưng mà rất nhiều người cùng đi bắt dế mọi người nha. Họ rất là nhiều tham gia ở đây. Ok, và chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đi về. Và hy vọng rằng cuối tuần thì tất cả chúng ta sẽ đi bắt những con dế này. Và chúc cho mọi người bắt nhiều dế nha. Ok. Yeah, vlog. Ok, I go first. Thank you. Yeah.